Còn cái trình độ với mỗi nhân sinh ở ngoài kia 5 triệu người, họ có kiến thức cao cỡ nào? Cao thì họ hiểu sơ bộ cao, còn thấp thì hiểu thấp. Nhưng mà vì cái quốc gia của mình nó không còn gọi là cái đạo đức nữa. Mấy đứa nhỏ thời nay nó không có đạo đức nhiều quá, nó rất là chạy theo, giống như con chạy theo ánh đèn, những bướm theo ánh đèn vậy. Nó cứ hỗn hào, nó cứ chửi. Con thấy trên mạng á, mỗi lần nó quýnh lộn nhau, hồi xưa thí dụ như hai thằng bạn mà giận nhau dữ dằn lắm, giành ghệ mà giận đi, giờ là quýnh vài ba cái rồi thằng kia té thằng nọ cũng kéo lên. Còn bây giờ nó quýnh là con thấy không, trên YouTube á, nó quýnh là cho chết người không á. Rồi mấy thằng kia cũng đứng ngó nữa, ngó coi cho sướng. Con thấy cái tâm của những đứa nhỏ như vậy, khi những đứa nó lớn lên nó làm bao nhiêu chuyện tan tác ghê lắm á. Rồi có những cái bà cô tự nhiên cái đi quýnh học sinh, mà quýnh cũng cái quýnh giống như cho giết học sinh luôn vậy đó, một quýnh để cho nó sợ thôi. Còn này quýnh là tấp nập luôn, như là quýnh trả thù bao nhiêu đời vậy đó. Cái xã hội không còn nữa. Thì Thiên tướng Kiệt này sanh ra nước Việt và làm việc cho cha để mà gia hộ cho nước Việt, thì cũng phải chịu nhiều cái cảnh nghịch cảnh như vậy. Không có trách, cũng không có buồn, chỉ sợ là cái số lượng người mà được cứu về trời của nước Việt á, nó không có được đông thôi, ít. Mình này ngồi đây hoài rồi ta, nãy giờ máy nào quay 2 tiếng mấy cũng đủ rồi đó, tắt cái là đi rồi tắt lại rồi đi á. Ăn xôi nhiều quá. Ai hỏi? Thì sư phụ, khi mà sư phụ về làm việc với thầy thì một số lực lượng lớn đệ tử sẽ đi theo sư phụ. Vậy chứ còn ở Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang còn lực lượng nào để tiếp tục phát triển cái đạo Thiên Tâm không ạ? Trời ơi, 6 triệu người hải ngoại mà. Sau đó người Mỹ nữa. Mỹ nó có 300 mấy chục triệu người hay đâu đó. Tại vì khi mà sư phụ hiện giờ cái trứng còn trong ổ, trứng chưa có nở, trứng rồng chưa có nở. Trứng rồng mà nở rồi á, cả ông Trump á, cũng quản hồn, ổng mà nói một câu thôi, biết bao nhiêu Mỹ nó tới, nó build cái Thiên Long Giang lên rực rỡ, đúng không? Rồi người hải ngoại, người mà hôm nay mà cả mấy nghìn Phật tử ở đây á, lâu nay á, vì cái chùa bị tai tiếng á, bị oan ức tai tiếng, họ lúc đó họ quay đầu. Cái chuyện đầu tiên vụ làm là gì? Phải đưa cái Phật giáo Việt Nam trở về của ngài Thích Quảng Độ để ngài cả dòng dòng phái đó cai quản lại, để chỉnh đốn lại. Ông thầy nào mà không được là Lăng Nghiêm hả, cho mày cái ba lô đi về cứ vợ. Còn sư cô nào mà không không thuộc Lăng Nghiêm á, cho về lấy chồng. Chứ tu giả nhiều quá, họ bám vào chùa để họ làm tiền của quốc gia mình. Đó là một chuyện, nhưng mà làm hư một cái dân tộc. Trước tiên là chỉnh đốn lại. Thì con nghĩ 100 cái chùa dưới núi mình á, còn sống nổi không? Lúc đó để bản phò xeo đầy á, mặc sức mà xuống đó mua nghe con. Đứa lấy cái chùa đó giáng hiệu Thiên Tâm lên tu. Đây họ tu giả không à. Tượng thầy Thích Tịnh Từ đẻ ra ông Thầy Pháp Chơn, rồi xuống tới với ông thầy Từ Lực, toàn là cái hệ phái đó, cô hồng không, toàn là một lũ cộng sản nằm dùng. Hồi xưa mỗi lần mà chùa ở dưới đâu biết mấy ổng mà lãnh lần 20 triệu của chính phủ Việt Nam ra phát lương cho hết mấy chùa ở đây. Thụ nói là thiệt, tại vì sống chung với họ thụ biết. Tại họ cứ vô chùa cho chụp hình đó, rồi cái gửi thanh cao đây CD hoài, CD Vinman đó, gửi viết mang CD nó chán luôn á. Nó thôi ta cho mày cái giấy phép gọi là Godfather rồi, tại nó mười mấy năm rồi. Họ cứ phá chùa Vinman, tại Vinman đâu có để tiền phúc sướng. Cho nên tất cả chùa ở đây chùa quốc danh. Có thằng trai gì dưới núi nè, chịu không nổi cái núi Thiên Long Sơn mình giờ bán rồi đó, ngay chỗ cái trời mà Christina đó.
Anh trai đó mỗi lần mà đi đi xuống lãnh sự quán hay đứng lên phát biểu đại diện cho Việt Kiều hải ngoại, cho tăng ni hải ngoại, tào lao cho thầy đức gì đó. Ở đây thầy biết hết, mặt mũi là thầy kêu tên đó, mấy ông nghe này hoài à. Bữa hổm á còn gìn vô đây nữa, mỗi lần mà mấy vị về hỏi với mấy ông ở đây là đi đường này lên gìn, thầy phụ chơi với cộng sản mà, thầy phụ là ông nội của họ đó. Lơ mơ thầy phụ kêu á, mặc khe đi ô địch từ chùa Kim Sơn dài hết chùa hết. Ông Pháp Trân làm gì ông nói là có người cúng dường ông 3-4 triệu xây xây tâm tự dưới vậy. Tiền nó có gì cộng chuyển hoài đó. Ở đây không có ông nào mà nhiều tiền vậy. Nhưng mà nên nhớ nghe, giàu có tiền mặt cũng đóng thế. Đừng có đụng, hộ từ bi thôi. Chẳng qua cái thời mạt pháp. Nhưng mà mấy ông cứ đụng mình hoài à. Hồi đó ở dưới Kim Sơn lên đây Nguyên Sa Ven kiết con mở này rồi ai đâu lên chùa có ôn. Xa quá dưới. Ở dưới đó Phật. Ở dưới ăn tiền ăn cơm cũng phải trả tiền. Nếu mà Trinh mà nó mà làm giàu chắc nó bán cũng giàu ở đây á. Đừng đụng tới cái miệng cho phụ thuộc. Nói thẳng nói thật. Nói để cho mỏng sữa. Chứ không phải là tánh cho phụ. Một là một, hai là hai. Thiệt là thiệt, giả là giả. Chứ không có thể mà kiểu mà hôm nói rồi mai mốt Phật tử đây. Trời ơi anh là thiên tử, anh có thần thông, anh biết đủ thứ hết. Tại sao mấy cái chùa về cộng đây mà anh không nói? Tôi nói cả trăm chùa là nó là không á, đều là vậy hết. Cho nên Phật tử cà gù cà gật không có lên núi mình á là vậy. Không có đủ phước á, hiểu không? Là họ có cái nghiệp. Thì cái câu trả lời là sau này những cái Phật tử đó sẽ quay về núi. Lúc đó mới biết đá biết vàng vậy. Tại vì họ để bản phò xeo hết. Khi ở quốc nội mà không có hậu thuẫn thì ở hải ngoại này hai ba vợ làm gì? Vậy bà Quảng Đông vợ của ông Kim Sơn á, ông Tịnh Từ á, bà làm gì? Thủ quỷ hả? Bộ sư không biết hả? Ông nào cũng có vợ hết á. Ông Hồng Danh cũng vậy kìa. Chỉ có mấy thằng realtor với mấy thằng ở đây á, vì dựa cho chùa để có lượng số đông để nó bán nhà bán cửa cho nó biết hết á. Ở ngoài tao biết hết. Ông nào cũng vợ đùm đề. Thầy ông lai hai ba vợ nữa. Không. Nhưng mà chỉ có Phật tử tu cà gù cà gật không có hiểu. Rồi cái vô minh. Những năm đầu có cho phụ thì bị họ tấn công dữ lắm. Họ nghĩ là họ tấn công thì phụ sợ. Nhưng mà tới tấn công biết cái mặt này dày luôn rồi. Cho nên họ là người sau này sẽ đến giữ núi Phật tử. Tại vì trong mắt của họ cũng là một đám nai tơ thôi à. Ở nái đi lạc đàn hay về đàn thì cũng ok. Mở cửa núi. Đừng lo mấy chuyện đó. Còn bên Houston cũng vậy. Chạy ra thầy Pháp Hòa ngay sau này biết ổng mà bê đê ngá thôi. Cái lực đầu tiên là phá giới rồi. Đang ngu cũng chừa cho đang chỗ ngu ấy, siêu ngu. Lời của Bồ Tát nói thì không nghe mà nghe lời của quỷ nói không à, tại vì Bồ Tát nói chuyện có suông à. Cái là tự vì khi mà một cái thể chất đặt ra hải ngoại để làm rối loạn hải ngoại vì họ muốn câu giờ buy time á. Đến khi mà cái dân tộc Việt Nam gọi là một cái chính sách ngu dân á, khi dân tộc Việt Nam không còn chí khôn nữa thì đảng cộng sản dễ cai trị, thì những cái Phật giáo là một trong những cái nói tai để mà tiêu diệt cái chí khôn của dân tộc Việt Nam. Chùa cũng vậy. Cho nên con coi tất cả các chùa đều là kinh với chữ nghĩa mà của Hà Nội in không, chùa ở đây nè. Cho nên một chủ yếu của cái chính sách mà ngu dân của thế giới mà Karl Marx đưa ra là nhân loại cũng giống như là một đám nô tài ngu, không có được khôn. Tại khôn á thì sẽ biểu tình thế này ý kia phải không? Thì nhưng mà 50 năm nay vừa bắt đầu ngu có tự nhiên cái bao nhiêu chuyện trên thế giới thay đổi. Tại vì cha đâu có để cho là dân tộc Việt Nam ngu như kiểu Bắc Hàn hay Cuba.
Đến khi nào mà làm ở đây á, Bắc Cali này xáo trộn, không còn đoàn kết, Nam Cali không đoàn kết nữa, tất cả không đoàn kết nữa, thì lúc đó đó những cái thằng kim cương đây cũng hết sử dụng rồi. Hồi xưa đây á, mình còn chống cộng, sau này á, kim cương đây nhiều quá, nó mọc lên như nấm, không cần chống nữa, để cho trời diệt họ. Mục đích của họ chỉ là muốn cho tất cả người hải ngoại không có đoàn kết với nhau. Rồi một cái số dân lớn, những cái 18-45 bị nhồi sọ, bị ngu, thì cái chế độ sẽ bền vững mãi mãi, không có ai làm gì được, con hiểu không? Cũng giống như con nuôi một đám đứa khùng khùng vậy, nó không có cái trí óc để mà nó lật đổ con đó. Thì Việt Nam nó vậy đó. Nhưng cũng may ở đây còn chút xíu vài đứa khôn. Chứ phụ không nói khôn quá, ông chỉ làm theo lệnh của cha thôi. Nhưng mà làm gì á, ông trời đều có sự công bằng. Người Cuba hay người Bắc Hàn á, họ không có phước như mình, thì họ đã bị nhồi sọ rồi. Bây giờ kêu dân Cuba mà lật đổ chế độ của Fidel Castro, nó không chịu đâu. Tại nó ngu quá, nó lấy gì đâu, biết gì đâu lật đổ. Nó đói nữa. Bây giờ còn thời bao cấp, đi vô xin bánh mì cũng phải cái lá phiếu. Việt Nam mình nó sắp sửa trở lại thời đó, mấy năm trước mấy bác mình tuyên bố đó, hồi chủ nghĩa đó. Con thấy có buồn không? Một cái dòng giống con rồng cháu tiên mà xuống đây mà để bị người ta nhồi sọ đến nỗi mà nhồi giống như nuôi trong cái khạp tối thui vậy, rồi lớn không nổi. Làm cả đồng lạnh ở đó 13-40 con á, rồi cô dâu Đài Loan, nô lệ khắp thế giới, chính sách ngu dần. Chưa có ai, thí dụ như con đẻ ra 100 đứa con, con có muốn con khôn hay muốn con ngu nè, đứa nào nói? À, ai cũng muốn con mình khôn đúng không? Ai cũng muốn con mình học giỏi đúng không? À, không, nó không có muốn. Nó muốn con mình ngu. Học cái gì? Học những gì tôi muốn cho nó học. Tối ngày cứ học, ngày học đêm á. Học mấy cái gọi là những cái thiết mà gọi là thiết không có đó. Con biết cái chuyện mà Võ Thị Sáu là gì không? Con nhỏ khùng khùng, có 16 tuổi rồi, cái anh sau lưng á, thời đó suối ra đường làm bậy vậy, cái anh đưa cái thần tượng là làm anh hùng rồi vô lịch sử, rồi bắt mấy đứa nhỏ học. Con thấy cái chuyện vô lý. Còn chuyện mà thiệt của mình, bà Trưng, bà Triệu, chuyện thiệt á, để cho nít nó noi theo thì lại không dạy. Thế tức cười á. Rồi chuyện Nguyễn Văn Chổi, lúc mà mấy ổng đưa Nguyễn Văn Chổi lên gọi là anh hùng đồ, tức cười lắm. Cái Mỹ nó có cái phim đó, Pháp nó có cái phim nó quay, lúc mà tử hình Nguyễn Văn Chổi thiệt với mà Nguyễn Văn Chổi mà phim mà của Việt Nam làm á, hai cái khác nhau. Một thằng á thì té đá quần sợ, còn thằng kia đá đảo ra quốc Mỹ, đá đảo. Con thấy kỳ đó chưa, tức cười. Nó làm ngược lại vậy đó. Vậy mà cũng có người tin đó nha. Nhiều chuyện vui lắm. Vì sao này lòi cái anh Bùi Hiền đồ đổi chữ. Đổi chữ là xóa cái lịch sử nước Việt. Con có hiểu không? Bây giờ ở Việt Nam đó sư phụ, nó nói là Võ Thị Sáu là thành thơ, thành thần á. Thần. Hồ Chí Minh bây giờ đang là quỷ, Võ Thị Sáu làm thành thần được. Chuyện vô lý. Thì cầu nguyện Võ Thị Sáu để... Thì muốn nói gì nào nói, nhưng mà cái hộ nhiều cái chủ thấy cái người của mình á sao nó dễ tin lắm. Đại khái là nhiều chuyện vui. Tại nhiều lúc chủ hộ nhìn thấy họ là người phàm, họ không có hiểu thì chủ hộ gì gán giải thích, mà nhiều lúc giải thích hoài giống như con có một đứa con bị Alzheimer, con nói chuyện kiểu não cũng đâu hiểu đâu. Trong mắt chủ hộ có nhiều đứa ở bệnh đó, nó cũng bị như vậy đó. Mới gọi là 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Cái quan trọng làm sao mà 4 triệu đảng viên đừng đổ dòng máu, thù nghĩ ra rồi. Thứ nhất mấy cái chùa Ba Vàng Tam Trúc thì mấy ổng sen đóng cho mấy ổng vô ở đó hết. Hay học tập cải tạo vô đó ngồi đọc đại bi thôi.
ăn chay. Rồi ông nào có tiền á, nói với ông Trump á, cho qua Mỹ du học qua Mỹ, qua Mỹ ở bên Mỹ 2-3 năm để ăn hamburger để mà lột lông khỉ xuống. Rồi bắt đầu chừng 5 năm sau bắt đầu trở về ổn định lại, ok, giúp thiên tử dựng lại một quốc gia hùng cường lại nghe. Chứ còn bây giờ mà dễ gì, cái tư tưởng khó lắm. Bởi cái đầu của con người á, như cái bộ máy computer chỉnh chút là bị error liền, con hiểu không? Nhưng cái điện thoại chỉnh cái thôi, còn mà không up đầy cái Microsoft á, hay gì á, iPhone, Apple á, à là con không có xài được. À, cái đầu não của con người nó ghê lắm. Nó bị đầu độc từ nhỏ lên xưa. Rồi mình chừng chính trị quá, con chính em chút này được rồi, đổi đề tài. Con nói hoài không hết. Chứ chỉ biết như vậy. Hiện bây giờ những cái ông bự từ bộ trưởng cho tới lãnh đạo mấy trăm ông, không có ông nào mà tin lẫn nhau. Thứ nhất, không có ông nào mà chết cho đảng hết. Cho nên cuối cùng đưa anh thử mình xấu trai lên đó, chứ ai mà ngu mà làm tội đồ dân tộc bị dân chửi. Đúng không? Tại người khốn không có chết cho đảng nữa. Người ta chỉ giữ cái đảng là để gì? Quyền lợi cá nhân. Ok, tôi 4 năm tôi không mở, rồi tôi đi qua Mỹ là tôi xong, tôi chuyện của tôi. Cho nên 10 ông là 4.000 ông là 4.000 cái lối suy nghĩ đó. Không có ai mà yêu nước hoặc là yêu nước Việt hay là lo cho dân, cho tổ quốc hết đó. Cho nên cái sư phụ biết được tới ngày hôm nay, sư phụ dám lên nói như vậy, có nghĩa là sư phụ biết ở ngoài kia đó, người ta hiểu được. Và cũng không có ai điên mà bây giờ hy sinh cho đảng nữa. Chứ cách đây 2-3 năm mình nói chỗ này chắc lên nó quýnh mình chết đó. Còn mấy cái thằng mà bây giờ mà lãnh bao thơ của mình, mang kim cương lãnh bao thơ của bên kia mà phá mình trên mạng bữa giờ, ô mấy thằng rùi hơi đầu lo. Tôi cho mình chửi cho đã nữa. Lãnh tiền để mà làm việc thôi mà. Quan trọng giờ tao đang nghĩ cứu mày, còn mày nghĩ làm sao mà mày giết tao. Thấy tức cười không? Mình nghĩ cách cứu họ, họ nghĩ cách đi giết mình. Hiện giờ là vậy đó. Thấy trên đời làm Bồ Tát thấy lỗ, lúc nào cũng là sư phụ cũng lỗ hết trơn. Bởi vì cha nhiều lúc cha nói con xuống đây chịu khổ. Mấy ông anh gì á, bữa lo lo cho phụ lên tỉnh an cái mấy ông anh nhưng đầu hay đệ, bữa giờ đệ xuống trần chịu khổ đã chưa, chúng sanh khó dạy lắm. Có gì chọc cho phụ vậy đó. À, chúng sanh cứng đầu lì lợm khó dạy lắm. Ông thấy bắt ngư bữa nay ta nói tới lì lợm cái thiếu bắt ngư. À, mấy ngày ông đâu rồi? Bắt ngư lên mà không có ai đón nữa. Ôi vậy hả? Dạ. À, có ổng vô vô có gì ổng lì lì. Chúng quy lại hay mấy bữa nay họp với trên trời á, là chuyện tốt cho nước Việt. Là vì sư phụ cứ than hoài à. Nói bây giờ mà mỗi ngày dân nó khổ quá à, con chịu không có nổi, lòng dạ con chịu không nổi nữa. Cái gì nó tại vì nó không có dũng cảm, mà họ không có đủ phước, nghiệp của họ nặng quá, hèn quá làm chi. Thì họ chỉ lo vậy thôi, chứ họ đâu có lo thụ dạ đâu. Thôi chỉ cần 3 năm thôi là họ điều chỉnh được hết quốc gia rồi, họ giao lại mà. Nó đâu cần lâu đâu. Thì họ cần cái chân mệnh của sư phụ vô để những vị thánh thần gia hộ nước Việt thôi. Còn sư phụ còn ngồi đây á, là nước Việt cứ đen và tối, đen kịnh rồi đen hoài, tức là không có cái gì gọi là sáng lên hết trơn á. Ở bển đừng có hòng. Còn mấy cái đài mà của mấy ổng mà nói trên mạng á, VTN là SBC Key gì đó đại khái, mà nói xạo chừng nào á là chỉ là ăn bánh mà ăn bánh gió đó. Không có đâu, ông nói dẻ đó. Ăn bánh đi, dẻ cái bánh bạc mà ăn được không? À, tức là nói láo chừng nào thì được ngày đó thôi à. Chứ không có gì là thiệt hết trơn á. Tại vì sư phụ hỏi mấy vị rõ lắm. Trời ơi, bển mấy ổng bây giờ kinh tế vô đầu tư đồ dữ lắm. Cái mấy vị mới trả lời á.
từ xưa giờ cộng sản á, mà cái chuyện nhỏ xíu với cái chuyện lớn khổng lồ á, họ không đều nói láo á. Không ai nói láo nhiều bằng cộng sản. Cái gì cũng nói láo được hết trơn. Đó là thần thánh nói phan câu đó. Thần thánh còn phan thêm câu nữa: trong lịch sử nhân loại, nhất là nước Việt, không có một cái thể chế nào, tại mình nhiều thể chế phải không? Hết đời Trần, đời Lý cũng là một thể chế, rồi Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi tới đời nhất là đời ông Diệm, đời nhị thời ông Thiệu phải không? Rồi tới bốn tướng Dùng, ông Nguyễn Văn Hai, Đỗ Mậu, rồi đại khái thì sư phụ hiểu lịch sử dân Nam nhiều lắm, rồi tới qua thời Nguyễn Khánh, rồi dài phải không? Nhưng mà không có thời nào mà ô nhục, mà hèn, mà bị dân ghét và đưa dân tộc ra đổ nát như đống gạch vụn hôm nay bằng đảng cộng sản. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. À, cái này là thần thánh nói nghe, không phải Kiệt nói nha, xin lỗi mấy đại ca. Còn ai mà nằm ở trong cái bộ phim thời này đó thì sau này bị dân chửi. Cũng biết dân chửi nó cũng giống như bị trù nha. Một người mà bị nhiều người nguyền rủa nhiều quá đó cũng khó về cõi trời lắm á. Nó có cái đó, tại vì trong nhân sinh chúng ta đều có cái lực trong cái tánh khôn của mình đó, mà khi mà kêu cái tên người đó ra nguyền rủa nhiều quá đó, mà nhiều người nữa thì cũng giống bị người đó bị chùa ém, khó mà tiến thân trong tương lai tái sanh lại đó. Nên đừng có đụng ai mà kêu tên hoài. Ok, hôm nay cái clip này gần 3 tiếng là đủ rồi. Ủa mà đứng vậy là đi ra ngoài luôn á. Cái này của ai nè? Cho thằng thằng đại tử Du Chí Du á, một tờ để nó để đầu nằm. Cái thằng ở mớm rồi. Ok rồi, xong nha. Bữa nay mình giải tán đi về, đi ra ngoài. Ngồi đâu hoài xong. Thôi, Covid rồi, đứng gần đâu được. Ra ngoài đi chụp. Ra ngoài chụp.